VBN xin kính chào quý vị và các bạn. Em lại tiếp tục quay một cuốn video tiếp theo. Đây, vừa xong em quay một dãy bên. Ở đây là dãy tiếp theo. Và thì đồng đá ngổn ngang. Chú là một nghệ nhân chuyên làm đá đấy. Ký đá, gài đá. Thường thường ẩn giật, ít người biết đến. Chỉ hội anh em trong anh em làm cây mới biết được chú. Không thì ít người biết đến. Cây của chú đa số toàn cây Lào cũng ôm đá, gài đá. Đó, đi đâu? Cây suối, ôm đá. Nhe lên đá luôn. Cây mẫu đơn, già, cổ. Hơi ôm tùm các bạn nhé. Trượt, cắt dịch. Phía trong đó là một cây... quên mất tên nó là gì, có quả đổ treo rất đẹp luôn. Rất nhiều tên mà lại quên hết rồi. Si lòng trên đá, đặc biệt bên trong này có một suối cá coi thôi nhé. Đây, tiểu cảnh rất là mát luôn, rất đẹp. Cá bơi tung tăng rất đẹp luôn. Toàn cá coi khủng thôi nhé. Tiểu cảnh đặc biệt có một cái chắc bay ra bên này là rất rộng, rất đẹp luôn. Một bên trong ở đây là một tác phẩm quý đấy. Tác phẩm này em quay ở triển lãm An Khánh. Đây, cây xanh quê và đặc biệt là tràn trên một cái chậu tai bèo cổ. Đây các bạn nhìn, tai bèo da rất đẹp luôn. Cây cổ quý. Bên trong cây bộ đề. Đề trắng các bạn nhé. Đề trắng. Cây nguyệt quế. Phải nói là vườn rất đẳng cấp luôn, rất nhiều cây đẹp. Và đặc biệt là nhiều loại cây, chứ không phải là mỗi một dòng cây như là xanh không, mà đây gọi là đa dạng các loại cây các bác nhé. Tác phẩm này quá đẹp luôn, tác phẩm ôm một cái chậu cổ đấy. Già hoa giấy tác phẩm đa, một tác phẩm đa quá đẹp luôn. Cắt rất mịn. Gốc rất to.
lá được ép nhỏ các bác nhé, nhìn rất nhỏ luôn, rất đẹp, một cây đà quá đẹp luôn. Một tác phẩm si. Gốc rất già các bạn nhé, rất già, rất to. Đây, đều được gài đá, ôm đá. Nói đến chú thì chỉ thấy đá thôi. Đá đây, kín đá luôn. Quá đẹp. Đây, trước mắt quý vị các bạn là một tác phẩm si tai chuột mà lại đẳng cấp như này các bạn nhé. Đấy, được kỳ đá này, quá đẹp. Trang trí tiểu cảnh quá đẳng, đẳng cấp luôn. Đấy, các bạn nhìn tổng thể siêu phẩm bonsai. Quá khủng luôn. Quá đây. Chỗ lạo thấy đá các bạn nhé. Đây, ở trên cũng đá. Đó, che cái khoảng bị cháy, bị thối của cây si này, tạo thành một điểm nhấn ở trên này. Đó, một ý tưởng quá hay. Đây là cái này cũng anh em nên học tập. Quá đẹp các bạn. Si tai chuột. Đây, một tác phẩm cơm nguội hay gọi là xếu đây. Đó. Nhỏ xinh. Đây. Lá đây các bác nhá. Đấy, cơm nguội xếu. Đặc biệt là thân nó rỗng rất đẹp luôn. Hàng hốc. Đấy, được đục rất nhiều luôn. Xiên qua. Các nhìn xiên qua này. Đó. Xếu xếu cơm nguội. Quá hay luôn, tác phẩm. Vườn bonsai gọi là đẳng cấp với nhiều cây độc lạ. Kỳ đá, gai đá. Đây chú cũng làm một cái tiểu cảnh, một cái cổng làng này. Đấy, có gì không? Cổng làng quá đẹp. Siêu phẩm mà. Còn nghệ nhân làm cái cổng này cũng quá đẹp luôn, quá đẳng cấp luôn. Xứng tầm luôn. Đó. Quá hay. Cổng làng để gài cây. Và em sẽ vào bên trong. Đây, cũng một tác phẩm si tai chuột. Ký đá, gài đá. Tùng
tập phẩm si. Si đúng răng dấp, phong cách của Trung Quốc. Ôm một cái cột đá quá đẹp thôi nhá. Đây. Đặc biệt cái rễ này. Ăn chặt, ôm chặt hòn đá luôn. Siêu phẩm. Đấy, cũng được khoét thôi nhá. Khoét. Khoét đá này. Xong gài rễ vào để cho nó ôm chặt, xong này nó nhè ra. Bonsai mini si tai chuột. Đấy, không cớ gì cứ phải búp hồng, búp xanh, búp đỏ. Ở đây là gọi là búp thôi, không phải búp gì nữa. Tai chuột cũng rất là đẹp luôn. Anh em cứ phân biệt búp nọ búp kia. Có cây trời là quá đẹp rồi. Gai đà ôm đà. Nơi cây thì nghiện, cây tiền chỉ nghiện, nghiện chết thì cây nghiện. Đây một tác phẩm gai đá ôm đá quá đẹp. Chuột. Đi đi. Tiến về sau. Cười làm điền rất già luôn. Quái dị. Quá đẹp các bạn. Đấy, một tác phẩm tương lai sẽ có mặt ở các cuộc triển lãm sau này. Nhài cổ. Nhài cổ. À, rất thơm. Gốc rất to luôn. Đặc biệt là một cái tay phóng ra này. Si. Là MC. Hoa giấy. Tàn rất đẹp luôn. Bông trang đỏ rực luôn. Anh em là yêu thích đến tại vườn giao lưu luôn. Những tác phẩm tại đây siêu phẩm, nhỏ mà lại có võ. Đó. Một cây cẩm thị mặt chính nữa các bạn nhé, rất đẹp luôn. Đó. Ở bên trong một tác phẩm phượng hoàng lửa đây.
thời tiết rất nắng luôn, thượng hoàng lửa. Dưới bên này là một rừng cẩm thị các bác nhá, này quá đẹp luôn, rừng siêu phẩm, siêu phẩm, toàn siêu phẩm. Ôi ta này đều cho ôm đá hết, quá đẹp rồi. Sam ngoan ngoan. Xanh dưới, xanh tác phẩm Mai Hồng Ngọc, quá đẹp luôn. Chơi này dưới đều được ôm đá gài đá vào bên trong thôi nhé, đây dù si phẩm si tai chuột, các bác xem chỉ thấy si tai chuột, không có búp hồng, búp xanh, búp đỏ gì hết, và ngoài lá rất nhỏ, rất đẹp. Mai Hồng Ngọc đang ra hoa các bác nhé, cây đang tốt mình ra hoa được, mà cắt thì không có hoa, rất dễ sai hoa luôn, rất nhiều hoa. Hàng ở dưới đây các bác nhé, cũng Mai Hồng Ngọc rất hay luôn, một người bê một tay đây, một tay bê đây. Siêu phẩm sơn nĩa, cây ngọc bút, rất là bé, nhỏ xinh,
quá đẹp. Một tác phẩm ngâu. Ngâu quá đẹp luôn. Đang có hoa. Ngâu. Ngâu bonsai. Rất hay. Si. Si. Cắt giật, cắt thu rất nhiều luôn. Đó. Và nhìn kỹ. Cắt giật, cắt thu rất nhiều. Phẩm tùng. Tùng. Cháu được 3 đã. Đây, một tác phẩm xanh. Vâng ạ. Lỗ chí thâm. Bê lém đi. Bên trong là những tác phẩm bonsai xanh. Đều có đá hết. Toàn đá. Một tác phẩm cẩm thị. Cẩm thị. Phi lao. Nguyệt quế các bạn nhé. Đây, nguyệt quế. Nhiều cái chỗ nó chật quá, không quay kỹ được. Nó hơi chật. Cỏ xanh. Đôi bướm bướm. Xanh xanh. Lùn nực. Quá đẹp. Phía bên này chủ rất nhiều xanh, các loại xanh. Đó. xanh rất nhiều xanh. Và cây đang úp tốt tùm nên không thể quay kỹ ở bên trong được. Đó. Và rồi video này em xin kết thúc tại đây các bác nhé. Hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo. Em vừa rồi đã quay tổng thể khu vườn của chú, địa chỉ tại chợ Vạn Phúc các bác nhé. Đây, anh em là có thời gian đến đây tham quan giao lưu và ngắm những tác phẩm tại đây rất đẹp luôn, đa dạng chủng loại. Cái cây ngoài kia là cây chay, giờ em lại nhớ ra cây quả chay ấy. Đó. Toàn siêu phẩm đủ thể loại, các loại cây đều có hết. Anh em nào đến đây ngắm và giao lưu. Và xin chào, hẹn gặp lại các bác nhé. Các bác xem đừng quên đăng ký kênh, xin bấm like để ủng hộ em nhé. Cảm ơn các bác rất nhiều. Chào các bác nhé.